Chúng ta đến với trận thi đấu thứ hai. Vâng, bãi quả đầu hơi xấu của X-Men. 6 cây, xếp hơi dị. Nhưng mà X-Men sẽ đi tìm. Vâng, đây rồi, bài yêu của X-Men đây rồi. Anh vẫn cho một ông dân ăn quả, đảm bảo tình trạng không bị chậm dân thứ 9. Xin xong 8 nông dân vẫn còn thừa 25 thực. Chỉ cần nông dân của X-Men ăn quả đổ 10 thực về với nhà chính thôi là X-Men đã có thể xin nông dân thứ 9 rồi. Sau đó những con hươu về đến nhà thì anh sẽ cho 3 dân bằng 4 dân thiết kế để có thể tình trạng bị chậm dân khi mà nông dân của xe ăn giá cả là 35 thực. Chuẩn bị thiết kế S đầu ở cái rừng thông, có SH và có cả rừng già. Vâng, S đầu được thiết kế rồi. Hai hươu được đưa về nhà chính. 5 dân khai thác sẽ không bị chậm dân. 2 SH. Trận này sẽ là một trận mấy men dò nhà đối phương sớm. Và nếu như bài giàu, anh hoàn toàn có thể đánh với bài dân A. Vâng, S đầu hơi xa. S đầu anh đóng cái rừng già thì sẽ di chuyển ra tốt hơn. Vâng, có quả phụ rồi. Một bãi hươu đầu có 6 con. Bãi quả phụ cạnh một cánh rừng già, ở giữa khe rừng già và một cánh rừng thông. Nhân dân thứ 10. Chưa thì anh đóng E. Vâng, đóng E anh ơi. Đây rồi, bây giờ thì 3 ông dân gấp rút thực hiện, không biết có bị chậm dân không. Vâng, rất tù trong xe thì những thao tác như thế này không nên xảy ra. Vâng, anh ăn quả phụ trước. 5 hiếu được đưa về nhà chính. Thêm một bãi quả phụ nữa. Như vậy là có 2 bãi quả phụ, 1 bài hiêu 6. Đây là một trận đấu hoàn toàn có thể dâng A nếu như tìm ra nhà đối thủ sớm với bài 24+1. Cố gắng sóc đều 5A trong khoảng 5 tơn và quyết tâm điều rò, hạ gục đối thủ. Đấy là cửa thắng duy nhất theo tôi là phong cách đánh của X-Men. Anh là một huyền thoại chém và đánh cung R xem không phải là xuất sắc. Không phải những pha điều R kinh điển, những pha tay to và sóc quân đều. Vì vậy bây giờ chúng ta đánh là sở trường của mình. Vâng, đánh sở trường của mình đó chính là bài dâng Nga. Như trận đấu từng thắng là thể loại AC là đẹp. X-Men đang kéo dân để ăn bãi quả phụ tiếp theo, chứ không ăn bãi quả chính. Có vẻ như bãi quả chính thì sẽ để dành để chờ bài dâng A, nhưng dường như mạng đã bị ít. Khá đáng tiếc cho X-Men, một bài siêu đẹp và có SH dò nhà. Vâng, như vậy là người xem máy X-Men đã bị đít ra. Rất may trận đấu vẫn tiếp tục. Đây là bài mà giàu có của X-Men. Cửa thắng của anh là rất cao nếu như X-Men có thể dâng A. Vẫn còn một hiêu nữa. X-Men cần phải đi dò nhà của đối phương. Thêm một bãi quả phụ nữa. Vâng, anh không nên cần phải đi dò đường quá nhiều như thế này khi một bài xe đã thừa đồ. X-Men cần phải đánh phiêu hơn. Bãi quả chính vẫn để dành thì tôi đã biết rồi. Để dành thì tí nữa sẽ dâng Nga. Nhưng cần phải tìm với nhà đối phương thật sớm. Vâng, cắt dân ra để ăn một bãi quả phụ thứ ba ở giữa bản đồ. Chưa thì anh đóng thêm S2. Đang tập trung ăn quả. Đây sẽ là một trận thậm chí dâng Nga và anh có thể 6A chứ không phải là 5A với bài giàu như thế này. Để giành bãi quả chính đến trận lúc cuối mới có thể phát triển. 4 nông dân được khai thác gỗ. Có sư tử. Holmes. 22 dân. Đóng thêm E. Vâng, lại thêm một sư tử nữa. Với một bài như thế này thì hoàn toàn huyền thoại X-Men, huyền thoại chém mà người còn cả câu cả voi. Quá dị, lần chậm dâm thứ hai của anh.
Mình không hiểu anh câu voi làm cái gì vượt bài siêu giàu như thế này rồi. Câu hai voi. Vâng, thì có lẽ đây là một pha biểu diễn của X-Men thôi. Anh đánh quá phiêu so với quy định. 25 dân, anh cố gắng xin 26 dân rồi. Nếu anh dâng được A thì đây là một bài quá đẹp. Nhưng nếu không dâng A thì lợi thế của anh dường như không phải nhiều. Vì anh không được đánh giá cao ở cái bài đánh xeng đưa tay to phát triển. Vẫn tiếp tục xin dâng ở dân thứ 26. Anh đang thực sự phiêu. Vâng, đối thủ đã tăng speed đúng thời điểm anh câu voi. Vẫn xin dân. Có lẽ anh sẽ đánh với bài 28 dân sau đó mới kích đời. Một bài mà chẳng tuân thủ AV Việt Nam nào chơi cả. Vâng, vẫn tiếp tục xin dân. Có lẽ anh ngủ gật trên bàn phím rồi. Kích đời chưa? Vâng, vẫn dâng A với bài 30 dân của mình. Vâng, có lẽ là game thủ Tiểu Thúy Ngư sắp ngất. Khi xem time đảm bảo Tiểu Thúy Ngư ngất và khán giả AO Việt Nam cũng ngất. Vâng, chắc chắn là khán không chỉ Tiểu Thúy Ngư ngất mà khán giả AO Việt Nam chúng ta cũng sẽ ngất với cái cách đánh này của X-Men. Đây đúng là một huyền thoại chém. Không chỉ là chém chế mà còn là chém gió. Chắc chắn là như vậy rồi. Vâng, các bạn có thể thấy một huyền thoại chém gió chúng ta đang thi đấu với AOE Trung Quốc. Dâng nhà. Một là dâng nhà, hai là sóc 7A ngay từ đầu. Vâng, tham lai đè luôn. Đè ngay từ đầu, hơn tận 4 dân. Thời điểm đầu mà hơn 4 dân là cả một vấn đề lớn. BB. Vâng, một nông dân thiết kế thì còn lâu mới đủ. Phải là 3 nông dân thiết kế. Đóng A tại nhà, vâng, anh đánh quá phiêu. Một bài mà anh cần dâng A, có lẽ trận này sẽ đánh với 32 dân. Để đảm bảo là chúng ta sẽ sóc 7A. Thôi thì đánh lên đời chuẩn, lên đời nhanh, không ăn thua. Anh quyết định là lên đời muộn nhưng châu dân. Một bài 32 dân của anh. Vâng, 31, anh đã dừng xin dân 32, hơi đáng tiếc. Chặt gỗ nâng cấp. Trận này anh lên đời sau đối thủ của mình cả phút. Vâng, Tiểu Thủy Ngư đang có những dòng chấm 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 về lối đánh của huyền thoại chém. Vâng, một huyền thoại chém mà anh đánh cung rất là kém. Có thể nói là như vậy. Tất nhiên là những con gà không thể ăn được X-Men trong thời điểm này. Vâng, 6 nhà A sóc như thế này thì cung R chạy ra đâu đây? Tất cả số nhà sinh ra sẽ ở phía bên trong cả. Vâng, 7 nhà A sóc đều. Chúng ta hãy cùng chờ xem Tiểu Thủy Ngư công kiểu gì vào nhà của X-Men trong trận đấu này. Không ruộng. 7 nhà A. Vâng, 8 nhà A rồi. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ đợi. Một trận đấu thể hiện độ phiêu của X-Men. Anh đang có 750 thực sau khi lên đời. 8 nhà A sóc đều. Vâng, một giấc mơ có thật. Và nếu Tiểu Thủy Ngư thua thì AV Việt Nam sẽ tìm. Vâng, 9 nhà A. Chúng ta sẽ tìm ra được cách đánh để hạ gục huyền thoại của AOE Trung Quốc. X-Men thực sự đang ngủ quên trên chiến thắng. Còn khán giả Việt Nam thực sự đang sốc. Anh quá sốc. 3BS, 9 nhà VA, 31 nông dân. Vâng, vẫn chưa biết nhà Tiểu Ngư ở đâu. Có lẽ Tiểu Ngư sẽ resign ngay sau đây. Với sau khi nhìn tham. Bây giờ tham lai Tiểu Ngư nhiều dân hơn, X-Men là cái chắc. Thế nhưng mà khi nhìn thấy 9 nhà VA của X-Men, vâng, bắn thoải, cứ bắn thoải mái thôi. Kể cả lọt được vào thì kiểu gì thì Ngư mất tôi cung đầu. Anh có nhìn thấy dãy nhà VA của X-Men không? Vâng, chắc chắn là ngã ngửa qua đằng sau. Không thể nào mà có thể đứng vững được khi nhìn thấy dãy nhà VA này. 7 nhà VA xếp thẳng hàng cộng với 2 nhà VA ở phía trong. Vâng, tôn đầu tiên 9A sắp đều. Tôn thứ hai có lẽ hơi thiếu gỗ. Không sao, cứ có 9A đã. Vâng, đây rồi. Tiểu Ngư đang công vào. Không vấn đề gì. Tiểu Ngư phải bắt mất 2 dân không đáng kể. Tuổi tí.
Vâng, ông men quyết định cho cung vào ra bên ngoài. Anh em bị công vào. Vâng, các bạn có thể thấy rằng đây sẽ là một pha bắt quân ngoạn mục của anh men. Hai quân gờ của game một tiểu đồng chỉ có 10 quân gờ thôi, nhưng anh men đã có gần 18 con cung. Vâng, như tiểu đồng đã có 3 con cung. Vâng, bắn hết nhà e xong không dám vào. Đây rồi, bắt quân. Vấn đề ai là người bắt ai trong tuần này. Én thôi. Một chiến thuật hơi ảo của X-Men. Nhưng này thì anh đang ít hơn đối phương. Anh đã không sắp đều rồi. Hóa ra là anh xây A dọa ma đối thủ thôi. Cùng lắm nhiều sắp đều được 6A là cùng. Một bài không có ruộng. Vâng, anh chuẩn bị hết tài nguyên để sắp quân rồi. Số lượng quân của anh rõ ràng anh đều kém hơn đối phương. Vì vậy số lượng quân chết là rất nhiều. Rồi cái ruộng thôi. Đây là thời điểm cái ruộng. Các bạn có thể thấy rằng đối cầu game thủ thì như rất đông cung. Ba cung đùa cũng nghe cách dài. Vâng, không ổn rồi. Cũng nghe có pha đi quân hơi lỗi. Lại kéo về phía bên trong. Hôm nay cũng nghe là 53/64 ở phút thứ 19. Quá phiêu. Vâng, cái ruộng thì đúng là anh hiện tại chém cái ruộng nó hơi mềm mềm một chút. Anh bị bắt quá nhiều quân trong trận đấu vừa rồi. Những nhà anh nên xây cách ra để có khoảng cách cho cung giờ di chuyển. Vâng, sẽ đẹp hơn thay vì anh đang đánh theo một cái thế bài. Bây giờ anh không có chỗ để điều cung giờ. Vâng, tiểu đến như xông vào cực kỳ hổ áo. Nhưng liệu có bị rơi vào bẫy của X-Men không? Không phải, đây là bẫy của tiểu đến như dành cho X-Men. X-Men vẫn sẽ tiếp với bài 31 quân và 9A của mình. Thực ra thì nếu bài này anh sắp đều được bộ 3 tôn thì anh sẽ thắng. Nhưng anh sắp đều được có 2 tôn rồi, tôn 13 là bắt đầu tụt nhỉm dần rồi. Và điều giờ kém hơn. Thay vì bài dân A thì anh là A thủ với 9A. Vẫn thêm một trận đấu đáng nhớ trong thể loại solo sang của AOE Việt và AOE Trung Quốc. Chưa có một game thủ có thể làm được điều này, một điều tương tự với X-Men trong ngày hôm nay cả. Vâng, tham ai vẫn bị đè như bình thường và anh võ một. Vâng, tỷ số là 2-1 cho, vâng, xin các bạn là 2-0 cho tiểu tử ngư. Một bài đánh thể hiện rằng là lực bất tòng tâm của X-Men. Vâng, đánh sớm công sớm không được thì anh đánh muộn, và đánh muộn cũng không xong. Còn tiểu tử ngư vẫn 5A vắt đều. Chỉ cần 5A vắt đều là thắng đối phương. Đánh của tiểu tử ngư không có gì là quá đặc sắc, nhưng mà lại rất khó chịu. Chim sẻ đã công nhận.